Bạn Thực Anh sẽ đi bắt cá nhá. Ok. Đi rồi, bạn Thực Anh lái xe đi con. Lái xe đi. Lái xe đi con. Thôi. Bạn Tùng Anh bắt được con tôm à? Wow. Con tôm này các bạn ơi, bạn ý xúc được 3 con tôm nha các bạn nha. Là bắt cho vào túi bóng đi con. Bắt vào túi bóng đi. Ô bạn Tùng Anh ơi, bạn Tùng Anh bắt được con gì đây? Con cá. Con cá à? Bạn ấy bắt được con cá đấy các bạn này. Một con tôm nữa nha. Ok. Bây giờ con nhập cho vào túi bóng đi. Con tôm. Nhập cho vào túi bóng. Wow, bạn Tùng Anh đã về nhà. Thấy các bạn đã nắng quá. Thế là phải về sớm. Tùng Anh đổ chiến lợi phẩm của chúng ta ra nào. Wow. Nhiều con tôm quá các bạn ơi. Còn nữa con này, còn con cá đâu? Lúc con cá xuống, con cái cá đâu? Để giúp bạn Tùng Anh nhá. Wow. Chiến lợi phẩm của ba mẹ con nhà Tùng Anh đây. Đó, có một con cá và rất nhiều con tôm nha các bạn nhá. Đẹp quá. Có thích không Tùng Anh ơi? Thích. Lần đầu tiên đi bắt cá. Con đi toàn tôm. Ôi, cái cá này nó bị làm sao rồi ấy. Anh Nhật ơi, có thích không? Em Nhật đi sau, em Nhật về sau rồi nhỉ. Có mũi ra cho mang. Con gì đấy con? Cái đây con cá, đây con tôm. Đúng rồi, một con cá và nhiều con tôm quá. Bạn này có thích không? Con tôm xíu. À, có một con tôm mày xíu các bạn. Đấy. Chưa? À. Cá bơi. Cá bơi đấy. Cá bơi ở đời tay. Ôi, con tôm này chửa là bụng to quá chưa? Tôm to chưa các bạn ơi? Thế là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con tôm nha. 8 con cá, cái cơ tay của tôm. Bạn Tùng bắt con tôm đi bạn Tùng ơi. Con bắt con tôm đi. Đấy. Bắt đi. Tùng ơi bắt con tôm đi. Wow. Bạn ấy bắt trong cái chai luôn các bạn ạ. Đâu vậy xem nào. Để xuống nước. Bắt con tôm này nhá. Bạn Tùng bắt con tôm to này đi. Hả? Bạn đi chạy nhanh nhá các bạn ạ. Bắt con tôm đi các bạn xem nhá. Đây nhá các bạn nhá. Đây là con tôm này. Tùng Anh xòe tay ra mẹ cho con tôm này. Đó. Cho đây. Có hai càng con chưa? Xòe tay ra. Không. Có xòe tay ra. Đây là cỡ to cho đây. Xòe tay ra mẹ cho. Không. Xòe tay ra. Không. Đi. Thế đưa cái nọ của con đây, đưa nọ đây mẹ thả tôm vào. Đấy, bạn ấy thích thả tôm vào đây. Ba con tôm. Mấy con? Mấy con tôm. Hai con tôm. Đưa tôm vào. Đấy, con tôm này các bạn, tôm to cực kỳ. Bạn ấy chậm. Tôm ăn chậm. Bắt cho các bạn xem nha. To đấy, to to. Đấy, tôm to chưa các bạn ạ? Tôm to là vì tôm mà tôm. Cái mắt tôm đâu, cái mắt con tôm đâu? Mắt con tôm đâu? Đây. Chỉ cho mẹ. Đây. Đấy, mắt đây này các bạn nhé. Này là mắt. Hai cái càng này, cái càng bạn tôm bạn đang cắp mẹ này. Đấy, thấy chưa? Tôm bạn đang cắp mẹ đấy. Thả bạn đi xuống nha. Bạn đi xuống. Cho tất cả các bạn tôm lên đây để bạn nấu đấy. Cho một cái xo nha các bạn nhé. Đấy. Thành quả hôm nay của các bạn thì đi bắt cá đấy. Con cho lên bếp con nấu đi. Bếp cháy, bếp cháy. Xì xì. Xì xì. Nấu rồi. Nấu xong rồi, ok. Mấy bạn ăn thôi, được không? Nấu đã vừa thôi nha các bạn nha.
Ăn đi. Đây nấu rồi đây tối. Bịt cháy. Bịt cháy. Cho em nấu.